Hello mọi người, hôm nay Trần Liên giới thiệu cho mọi người mẫu đàn Yamaha BRS 710 đã được nâng cấp lên Summer A2000. Thì cây này cái vỏ nó bên ngoài vẫn là màu bạc của cây BRS 710 nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho mọi người. Thì hôm nay mình đã nâng cấp lên cây A2000 rồi, nhưng mà phiên bản này thì giá rất là thấp, chỉ 9.300.000 đồng thôi mọi người sở hữu được một cây đàn A2000 nha. Âm tiếng nó rất là ok luôn, 6-4 lớp, guitar 2 lớp, 3 lớp đầy đủ. Mình sẽ demo cho mọi người nghe thử một cái điệu của nó nha.